Các bạn và các em đến với Luyện Não Sáng Sớm cùng với Thế Minh Myelin. Và cái chuỗi live này Thế Minh Myelin thực hiện liên tục các ngày đến tận hôm thi, và ngày hôm nay là ngày thứ 21. Thầy Minh dậy sớm cùng với các em. Hôm nay là cái đề luyện phản xạ hóa học đề số 09. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với buổi học cùng Thế Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện não sáng sớm, cùng luyện phản xạ hóa học đề khâu số 09. Thầy trò chúng ta cùng ở bên nhau, cùng chiến đấu với nhau những ngày cuối cùng này nhá. Rất mong là cái sự ủng hộ của tất cả các bạn và các em bằng cách là chia sẻ về buổi học này và giúp thầy Minh là tag tất cả các bạn và các em vào đây, bởi vì đây là buổi học free. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ comment đáp án. Ở đây luyện phản xạ thì làm sao ạ? Luyện phản xạ thì chúng ta phải comment làm sao với tốc độ nhanh hơn thầy. Cái câu chuyện luyện phản xạ là tốc độ phải nhanh hơn thầy giảng. Ok ạ, câu số 1 ạ. Bắt đầu. Câu số 1 đáp án gì ạ? Các bạn chọn câu số 1 đáp án gì ạ? Câu số 1. Câu 1 dễ mà. Khởi động đi các em. Câu 1 ạ. Úi dồi, comment rất nhanh. Xem là bạn nào comment đầu tiên này. Trịnh Thu Phương là người comment đầu tiên. Trịnh Thu Phương đã trở thành người theo dõi mốc quan trọng này. Tường Vi là bạn thứ hai, Cấn Trang là bạn thứ ba. Tốt, cái dương ba bạn này nhanh nhất nhá. Rất tốt. Úi dồi, thế mà Quang Minh thì còn chậm hơn cả Trịnh Thu Phương. Rồi. Ôi thầy còn có cả cay có. Cay có, trên tỏ tỏ này. Rồi. Chiến đấu nhá, câu số 1. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng pháp điện phân động chặn? Gạch chân từ chỉ nhá. Chỉ được điều chế bằng pháp điện phân động chặn. Đó là anh nào? Đó là anh Na. Chỉ có Na mới được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy mà thôi. Na không thể điều chế bằng pháp thủy luyện do Na tác dụng với nước. Na không thể điều chế bằng pháp nhiệt luyện do Na tác dụng với lại O2 trong không khí. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu 2. Khi điện phân nóng chảy, các em phải phân biệt rõ nha, điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch nha. Thế nên là khi mà đề bài mà hỏi chúng ta là điện phân theo phương pháp nào thì thầy luôn luôn đã gạch chân cái từ khóa. Thì từ khóa ở câu này là điện phân nóng chảy. Điện cực trơ, điện phân nóng chảy thì NaCl. Điện phân nóng chảy nó sẽ tạo thành Na cộng với Cl2. Đúng chưa? Và như ở đây ạ, thì đề bài hỏi chúng ta là điện phân nóng chảy như này. Thì tại cathode thì xảy ra chuyện gì? Thì cathode là nơi ca chi ông đến. Vậy là Na cộng nó biến thành Na. Nhận một E. Đúng chưa? Các bạn đọc cho thầy cái câu là khử tăng O giảm. Khử tăng O giảm các em nhé. Vậy Na cộng với Na không, vậy là giảm. Vậy Na cộng thể hiện tính oxy hóa. Mà tính oxy hóa thì tương đương với lại là sự khử nhá. Sự khử. Vậy đây sẽ là sự khử ion Na cộng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Hoặc là các bạn có thể đọc là anh ơi chơi không. Anh ơi chơi không, vậy là ca tốt phải là quá trình khử tương ứng với lại là sự khử. Ok. Câu số 3. Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh game nhá. Mục tiêu chúng ta phải làm sao mà nhanh hơn cả thầy. Chào mừng tất cả các bạn đến với Luyện Não Sáng Sớm cùng Thế Minh. Hello Quang Minh. À, Nguyễn Dương Tấn Khoa comment được rồi này. Rất tốt. Câu 3, chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH? Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH? Các bạn lưu ý nhá. NaOH chúng ta là cái anh dung dịch mà nó có tính bazơ nên thằng lượng tính như AlOH 3 lần là phản ứng tạo thành NaAlO2. Chắc chắn phản ứng với axit H2O4 bởi vì là axit bazơ phản ứng với nhau mà. Chắc chắn là phản ứng với MgCl2 để tạo thành kết tủa MgOH 2 lần. Vì vậy nên nó sẽ không phản ứng với dung dịch BaCl2 mà thôi. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. B bỏ các em nhá. Câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ, các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 4 ạ. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 3 đáp án B. Tuyên dương bạn cay có. Được chưa? Có bạn đã hỏi thầy ơi chống liệt hóa kiểu gì? Tại em thi toán lý anh nên hóa sinh em chưa học gì. Thì câu chuyện đơn giản thôi em ơi, học Thế Minh thôi. Chống liệt hóa học vào chỗ live này của thầy nhá. Tất cả những bạn nào muốn chống liệt hóa vào đây học với thầy. Thầy cứu, thầy độ chứ. Câu 4 ạ, để xử lý vi khuẩn ạ. Về rong tảo trong nước sinh hoạt, người ta thường cho vào nước
một lượng phù hợp khí X. Biết X là khí độc. Có màu vàng lục là quan trọng nhất là từ chốt. Có màu vàng lục là từ chốt. Vậy mình có này, O3 không màu, CO2 không màu, SO2 không màu. Màu vàng lục là gì? A, CL2. CL2 là có màu vàng lục, gọi là màu vàng chuối đấy nhá. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 5 ạ. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng ạ? Câu 5 ạ. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? Nào, khẩn trương nào các em, phải thật nhanh nhá. Mục tiêu chúng ta là luyện phản xạ khoa học. Và để luyện phản xạ khoa học thành công, khi và chỉ khi chúng ta phải làm thật nhanh và comment thật nhanh đáp án xuống phía dưới. Muối nào dễ bị phân hủy khi đun nóng? Thì cái anh muối mà dễ bị phân hủy khi đun nóng nó chỉ có thể là CaHCO3 lần. Khi ta đun nóng nhẹ thì ta thu được CaCO3 cộng CO2 cộng H2O. Đấy chưa? Câu số 6 đó. Câu số 6 đó các em ơi, phải thật nhanh nhá. Câu số 6 các bạn chọn đáp án gì ạ? Chưa đến những cái câu sai đâu, chưa đến những câu sai ngu đâu. Cứ bình tĩnh. Câu 6. Ở nhiệt độ thường nhá. Kim loại nhôm tan hoàn toàn trong lượng dung dịch nào sau đây? Thì nhôm thì nó tan được cả trong H24 loãng, tan được cả trong axit và tan cả trong dịch kiềm. Vì vậy nên câu 6 đáp án đúng chúng ta là đáp án D, H24 loãng. Câu 7 ạ. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng pháp điện phân nóng chảy. Chất nào sau đây? Thì nó được sản xuất bằng pháp điện phân nóng chảy ánh Al2 O3 đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bò. Rất dễ. Câu 8 ạ. Chất nào sau đây là muối axit? Câu này nhiều bạn bị nhầm. Tại sao thầy lại nói là nhiều bạn bị nhầm? Tại vì là cái muối axit ấy, các bạn ấy quên mất cái định nghĩa của muối axit. Thì muối axit được định nghĩa rằng là nó là muối mà anion chứa H. Vậy nó chỉ có thể là đáp án C. Chỉ có một mình anh C thôi mới thỏa mãn cái điều đó. Câu số 9. Số nguyên tử H trong phân tử axit oxalic này, câu này mình nhiều bạn bị lừa này. Câu số 9 đáp án gì ạ? 9 này nhiều bạn bị lừa này. 9 này cực kỳ nhiều bạn bị lừa. Axit oxalic là gì ạ? C17H33COOH. Vậy số H nó là 33 cộng 1 là 34 các em nhá. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 9 đáp án D. Thế mình tuyên dương bạn Cấn Trang, bạn Triều Nguyễn, bạn Phan Mỹ Duyên là ba bạn comment sớm nhất và nhanh nhất. Tuyên dương bạn Cay Có, bạn Đăng, bạn Quỳnh Rùa. Đấy là những cái bạn mà comment nhanh ở trên tập của thầy. Ok. Tuyên dương tất cả các bạn và các em. Rất tốt. Không bạn nào bị lừa. Đây này. Long Hoàng bị lừa. Ui dồi ôi Long ơi. Cụ Rùa. Đấy. Bạn Long Hoàng là một bạn học offline của thầy Minh. Xin chân thành chia buồn với Long Hoàng nhá. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời. Chưa buồn với em. Chiều nay đi để thầy mình chưa buồn tiếp nhá. Câu 10 ạ. Thủy phân STX. Thủy phân STX có công thức phân tử C5H8O2 thu được anhít acetic, vậy nó chỉ có thể là này. CCCOOCH nối đôi CH2. Vậy nó là vinin. Vinin propiomanat. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Vinin propionat kèm nhá. Câu 11 ạ. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Câu 11 ạ. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Kim loại có tính khử mạnh nhất là kim loại. Mình đọc theo dãy điện hóa rồi. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Vậy là khi nào? Vậy trong này không có K, vậy thì suy ra nó phải là anh Na. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhé. Câu 12 ạ. Anhyd formic có công thức là. Anhyd formic có công thức là. Thế anh anhyd formic của chúng ta thì nó là gì ạ? HCHO. Vậy nó chỉ có thể là D mà thôi. Đây là anhyd formic nhá. Đáp án chính xác là đáp án D. Câu 13, ôi mấy câu gọi tên này dễ ạ. Tên gọi của este này là. Tên gọi của este này là gì ạ? Etin acetat. Etin acetat. Vậy đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A. Rồi. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với luyện não sáng sớm ngày thứ 21. Và chúng ta có buổi học luyện đề phản xạ khoa học đề số 09. Sáng mai là đề luyện phản xạ khoa học đề số 10, đề cuối cùng. Hân hạnh chào mừng tất cả các bạn và các em đến với ngôi nhà của thầy Minh,
Và chào mừng tất cả bạn và các em đến với buổi live này của thầy Minh. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã chia sẻ buổi học này lại về tường, cũng như là tác tất cả các bạn của các em vào đây và nhiệt tình comment đáp án. Và cái việc mà các em nhiệt tình comment đáp án đấy một cái nguồn động lực không hề nhỏ để thầy Minh có thể thực hiện đến buổi live ngày hôm nay là buổi thứ 21. Trân trọng cảm ơn tất cả bạn và các em. Và các em ơi, thứ bảy tuần này thầy Minh sẽ live stream chữa 500 câu trong cuốn sách 2000 của thầy Minh. Các bạn nhớ học nhá. Tối thứ bảy tuần này thầy Minh sẽ live chữa 500 câu trong cuốn sách 2000 của thầy Minh. Các bạn chú ý tối thứ bảy cùng theo dõi thầy Minh nhá, chiến đấu hết mình nhá. Câu 10 vạn, cuốn này của thầy Minh cháy hàng rồi. Nên là bạn nào mà chưa có file thì bạn có thể lên trên kênh thầy Minh Myelin Hóa Học để các bạn lấy file nhá. File để ở thầy Minh Myelin Hóa Học ạ. Tối thứ bảy thì cứ khoảng độ tầm 8:30 thì trò chúng ta chiến đấu với nhau nhé. Bắt đầu từ 8:30 chữa 500 câu thì chắc là phải chữa đến khoảng độ tầm 11:30 đấy. 3 tiếng đấy. 3 tiếng mới chẳng hết được 500 câu. Câu 14 ạ. Số liên kết peptide trong phân tử alagli ạ. Số liên kết peptide trong phân tử 1 2 3 đúng không? Z. Nhiều bạn nhầm cái số liên kết peptide ấy. Hello Trần Chí Hữu. 15 nào. Công thức phân tử của Fruc dễ e. Đúng không các em? Công thức phân tử của Fruc dễ e. Gì ạ? C6H12O6. Câu 16, câu bài tập đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Và câu này thầy mình nghĩ rằng nhiều bạn sẽ bị lừa sấp mặt nếu các bạn vẫn nằm ở trên giường. 0,15 mol acid glu. Acid glu. Số mol là 0,15. Vào HCl 2 nhân 0,175 bằng 0,35. HCl 0,35. HCl 0,35. Cho NaOH dư vào X thì ta có rằng NaOH sẽ phản ứng. Đúng không ạ? Acid glu chúng ta là có hai nhóm COH 0,15 nhân 2 cộng với HCl là 0,35. Vậy nó bằng là 0,65 mol. Đáp án đúng là đáp án C. Đây là kỹ thuật giải siêu nhanh của thầy Minh với những câu kinh điển như này. 16 chúng ta đáp án chính xác là đáp án C. Và thầy Minh chia buồn với rất nhiều bạn trong buổi học ngày hôm nay. Đấy. Chia buồn với Nguyễn Dương Tuấn Khoa. Bạn này chưa học kỹ. Nguyễn Dương Tuấn Khoa là học sinh lớp online của thầy Minh, chưa xem kỹ phần chia dạng mới, phần chia dạng amino acid của thầy rồi. Tuyên Dương Thúy Kiều học sinh offline. Tuyên Dương Trịnh Thu Phương. Đấy. Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C. Tuyên Dương Trần Hoàng Pháp. Tuyên Dương tất cả các bạn và các em. Thôi coi đơn giản thôi. Trong acid glu chúng ta có hai nhóm COH. Trong HCl có 1. Vậy thì NaOH thì nó phải là 0,15 x 2 cộng 0,35 x 1. Xong. Rất âm. Đúng không em? Quá đơn giản. Phương pháp giải câu này như này là do thầy nghĩ ra nhá. Các em thấy không? Các bạn đi học các bạn biết đúng không? Cái dạng này các thầy cô trên lớp giải rất loằng ngoằng. Câu 17. Câu 17 ạ. Câu 17. Quá xịn gì nữa. Câu 17. Kim loại nào sau đây tác dụng với FeCl3 nhưng không tác dụng được với HCl? Nào. Phải thật nhanh các em. Kim loại nào sau đây tác dụng được với FeCl3 nhưng không tác dụng với HCl? Fe tác dụng FeCl3 nhưng ăn với lại HCl. Không HCl chỉ có Ag và Cu thôi. Bỏ Al đi. Vậy ở đây mình có Ag thì không tác dụng với Fe3+. Vậy thì chỉ có Cu. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Cu. Ok nhá. Khẩn trương các em. Đấy, hay quá, đúng rồi. Câu 18 ạ. Câu 18 ạ. 18 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh nhá. Nhanh làm sao nhanh hơn thầy? Chúng ta luyện phản xạ hóa học mà. Thầy Minh tin chắc rằng là cho đến ngày hôm nay rất nhiều bạn học cùng với lại luyện não sáng sớm của thầy Minh. Thì cái việc mà sai ngu của em đã được thầy Minh đặc trị cho sửa được rất là nhiều. Thực tế chứng minh rằng rất nhiều bạn ở trên lớp offline của thầy Minh điểm đã tăng rất nhanh. Điển hình như Khánh Minh. Khánh Minh nhờ. 18 mà kim loại nào sau đây dẻo nhất trong số tất cả kim loại? Dẻo nhất là gì ạ? Dẻo nhất là Au. Đáp án gì ạ? 19 ạ. Chất X có công thức là FeSO4 thì tên gọi của nó là, thì tên gọi của nó sẽ là sắt 2 sunfat. Đáp án đúng đáp án A. 20 ạ. 20 ạ. 20 ạ. Chất nào sau đây? Nào câu 20 nào.
Chất nào sau đây tác dụng với HCl mà sinh ra khí H2? Chất nào sau đây tác dụng với HCl mà sinh ra khí H2? Thì để mà sinh ra khí H2 thì nó chỉ có thể Mg thôi, Mg cộng HCl tạo thành MgCl2 cộng H2. Đúng chưa? Đáp án đúng đáp án A, thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn A nhá. 21. Phân tử polymer nào sau đây chứa nguyên tố N? Phân tử polymer nào sau đây? Hiếu ơi, hôm qua lại nghỉ học nhá. Phân tử polymer nào sau đây chứa nguyên tố N? Vinyl chloride là chứa CHCl rồi. Polyethylene là chứa CH rồi. Polymethylmet agar là chứa C, chứa H, chứa O rồi. Đúng không? Vậy chứa N ở đây chỉ có thể là poly acrylonitrile. Đây, CH2, CH, CN. Tất cả N lần. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Có N. Đáp án đúng đáp án C. Như bạn bảo là thầy ơi, polymer khó lắm. Thì đúng là nó khó thật. Nhưng mà nó cũng không khó lắm nếu chúng ta chăm chỉ, chúng ta làm hết thật nhiều câu polymer. Đúng không ạ? Thường thì thầy nghĩ rằng là để mà làm được nhanh những câu polymer này, chúng ta làm khoảng tầm ít nhất là 200 câu polymer. Thì khi người ta làm 200 câu polymer thì câu chuyện nó trở thành dễ dàng. Nhá. Và lát nữa thầy sẽ nhắc trợ giảng, sẽ đăng cái phần 200 câu polymer đấy của lớp off của thầy mình lên trên kênh fanpage để cho các bạn có thể loát xuống và các bạn có thể mà học được tốt hơn. Thấy chưa? Thứ bảy thầy sẽ live vào lúc 20:30 nhá. Câu 22. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất? Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất? À, sáng nào thầy cũng live từ 5:15 các em nhá. Khổ lắm, ngày nào cũng có bạn hỏi. Sáng nào thầy cũng live từ 5:15 ạ. Luyện não sáng sớm của thầy Minh là từ 5:15. Kim loại nào sau đây khối lượng riêng lớn nhất? Oxymi, đáp án ạ. 23. 23 nào các em, 23 đáp án gì ạ? Những tính chất vật lý chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi gì? À, tính chất vật lý chung của kim loại ạ. Tính chất vật lý chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi các electron tự do trong mạng tinh thể của kim loại. Đáp án đúng đáp án B. Các bạn đang xui dại thì mình ráp đi này. 24. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamide ạ? Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamide ạ? Polyamide là những cái thằng thuộc loại liên kết NHCO, đúng không em? Vậy nó cứ có NHCO. Úi rồi, lại còn có cả viện dưỡng lão nhà Ninh Dương, chịu thật ý. Đúng là trên tò tò của Thế Minh có những cái tên của các bạn rất thú vị. Cho các tơ sau, có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamide? Polyamide là nó phải có NHCO. Cellulose acetate bỏ, capron có này, nitron bỏ này, visco bỏ này, nylon 676 này. Vậy chúng ta có 24 đáp án đúng là chúng ta là đáp án A. Xem nào có nhiều bạn chọn A không. Thầy like lúc 5:15 nhá. Các bạn nhá, thầy like lúc 5:15. Sáng nào cũng 5:15. Không sáng nào không. Để mình đi tâm xem bạn nào comment sai không. Bạn nào comment sai thì mình còn chia buồn. Ôi chết rồi các bạn toàn A à, đây rồi. Chia buồn với bạn Triều Nguyễn nha. Triều Nguyễn đã bị sai mất câu 25 ạ. Rất là buồn cho em. Nhưng mà không sao em ạ. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời luôn. Thầy tin chắc là các em sẽ không bao giờ bị sai ở câu này nữa. Và đi thi, và đi thi thì chắc chắn là em sẽ chiến thắng. Câu 25 ạ. Câu 25 ạ, mạnh mẽ lên các em. Đừng có sợ. Có thầy Minh ở đây không có gì đáng sợ cả. Đây này, câu 25 này. Một chiêu kinh điển sử dụng. Công thức siêu kinh điển của thầy Minh này. Đây các bạn nhìn nhá. Ở bài này hỏi chúng ta là M muối sunfat. M muối sunfat thì bằng M hỗn hợp kim loại cộng với 96 nhân với lại NH2, được chưa các em? Vậy M muối đây là 86,6 bằng 29 cộng với 96 nhân NH2. Và từ đây chúng ta tìm được NH2 luôn. Nào các bạn cũng bấm máy tính với thầy Minh à. Dễ không? Quá đơn giản. Không có gì đáng sợ cả. Ta có 86,6 trừ đi 29 được bao nhiêu chia 96 bằng 0,6 mol. 0,6 mol. 0,6 mol thì ta sẽ có là 0,6 nhân 2,4 thì bằng 13,44 lít. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn D. Đấy. Yên tâm ạ, sai ở buổi học live này với thầy Minh thì đi thi sẽ không bao giờ sai được nhá.
Có bạn hỏi là coi lại ở đâu thì coi lại ở trong bio của thầy Minh nhá. Các bạn vào link bio, các bạn sẽ nhìn thấy cái chỗ để các em coi lại nhá. Câu 26 ạ. Công thức của canxi sunfat ạ. Công thức của canxi sunfat ạ. Thầy like vào lúc 5 giờ 15 phút sáng hàng ngày, sáng nào cũng sẽ like từ giờ cho đến lúc thi. Rồi, câu số 6 ạ. Công thức của canxi sunfat CaSO4, đáp án đúng đáp án B. 27 nào. 27 các bạn chọn đáp án gì ạ? 27 ạ, phải thật nhanh. Phải thật nhanh. Luyện phản xạ mà các em, luyện phản xạ là mình phải nhanh. Tay phải nhanh hơn mắt. Hôm nay thầy thấy anh Nguyễn Đạt, học sinh lớp offline của thầy mình lại biến mất rồi. Nguyễn Đạt dễ lại đi du học bên HLU rồi. Câu 27 ạ, đây đây 27. 27 ạ, 27 chúng ta chọn đáp án gì ạ? 27 ạ. Ở nhiệt độ thường chất nào sau đây tan hoàn toàn trong lượng dư cao hoắt loãng? Nhiệt độ thường nhé, thì nó chỉ có thể là D, AlOH 3 lần thôi đúng không kèm? Câu 28 ạ. Dung dịch nào sau đây có pH nhỏ hơn 7? Câu 28. Dung dịch nào sau đây có pH nhỏ hơn 7? Dung dịch nào? Ừ đúng rồi. Ngày nào thầy cũng đăng đề buổi học vào ngày hôm trước mà. Ở trên thầy Minh Miêu Liên Hoa Học nha. Các bạn lên thầy Minh Miêu Liên Hoa Học lấy đề. Chính xác. 28 dung dịch nào sau đây pH nhỏ hơn 7 nhá. Úi giời, có đứa chết em rồi kìa. pH nhỏ hơn 7 phải là axit đúng không? Đáp án đúng đáp án A. 29 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 29. Phát biểu nào sau đây là đúng? 29 phát biểu nào sau đây là đúng? Metinamin không làm đổi màu quý tím bẩm. Sai, thằng này làm đổi màu quý tím chuyển thành màu xanh nhá. Sai, sai lè. Tơ visco là tơ tổng hợp. Tơ visco là tơ bán tổng hợp. Sai. Metin acrylat là mất màu dịch brom. Đúng. Metin acrylat là cháu này. Có nối đôi CC. Và có nối đôi CC thì nó sẽ làm mất màu dung dịch brom. Ok, đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Thế IG sai ở đâu? IG sai ở trùng ngưng, nó phải là trùng hợp. Được chưa? Câu 30 ạ. 30. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm của thầy mình. Buổi live này liên tục được thực hiện và đến ngày hôm nay là ngày thứ 21 vào lúc 5 giờ 15 phút sáng. Và thầy mình sẽ tiếp tục thực hiện nó từ ngày hôm nay cho đến ngày thi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình comment, theo dõi cũng như ủng hộ thầy Minh trong những buổi học này. Thank you. Câu 30 ạ. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường và tạo ra dung dịch có môi trường kiềm. Ý A bỏ CR, ý B bỏ BE, ý C bỏ FE. Vậy nó chỉ còn có một đáp án thôi, đó là đáp án D. Câu 31. Chất nào sau đây tác dụng được với cả dung dịch HCl và cả dung dịch NaOH? Chất nào sau đây tác dụng được với cả dung dịch HCl và cả dung dịch NaOH? Chất nào ạ? Thì nó phải có tính lưỡng tính đúng không? Thì nó chỉ có thể là C anh, bởi vì anh HCO3 trừ có tính lưỡng tính. Thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C ạ. Câu 32 ạ. 32 ạ. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy ạ? Bạn nhớ kỹ nhá, điện phân nóng chảy là cái phương pháp mà chúng ta chuyên được sử dụng để chúng ta đi điều chế các anh kim loại mà đứng trước anh nhôm. Có nghĩa là cứ đứng trước Al thì chúng ta sử dụng pháp điện phân nóng chảy. Vì vậy nên ở đây đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là D mà thôi các em ạ. Đáp án chính xác là đáp án D. Ô sao chỗ này lại nhảy xuống 33 nào sang 33. 33 một câu tính toán rất dễ thôi. 33 một câu tính toán cực dễ dàng thôi các em. Đun 50g dung dịch glucose này. Bây giờ đề bài hỏi phần trăm dung dịch glucose. Muốn tìm được phần trăm, nồng độ phần trăm của dung dịch glucose thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta phải đi tìm khối lượng nguyên chất của nó. Đúng không ạ? Muốn tìm được khối lượng nguyên chất của glucose thì phải nhớ là gì ạ? 1 glu cho ra 2Ag. Nhớ vậy thôi. Số mol Ag bằng 4,32 chia cho 108 thì bằng 0,04. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol glu bằng 0,02. Vậy đến đây mình tìm được C phần trăm của nó bằng 0,02 nhân 180 chia cho 50 nhân 100%. 0,02 ạ. Nào các bạn bấm máy tính hộ thầy mình vậy ạ. 0,02 0,02 nhân với 180. 0,02 nhân 180 chia cho 50 nhân với 100
bằng bao nhiêu đây ạ? 7,2%, đúng không ạ? 7,2%. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. 7,2%. Rất ấm áp, rất dễ. Câu 3 tựa. Câu 3 tựa. Số chất trong dây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. À, tráng bạc này. Vậy chúng ta phải nắm được điều kiện để thực hiện được phản ứng tráng bạc là gì. Điều kiện để thực hiện phản ứng tráng bạc nhá. Dạy luyện não sáng sớm, thầy mình sẽ ôn lại cho chúng ta về lý thuyết. Điều kiện để thực hiện phản ứng tráng bạc đó là gì ạ? Đó là phải có chó hoặc là có đầu HCOOR phải nhá. Vậy glucose có, fructose có, xác không, sen không. Vậy ta sẽ có hai anh mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay nhá. Và rất mong muốn rằng tất cả bạn và các em có thể giúp thầy Bình chia sẻ lại buổi học này, bởi vì đây là một buổi học free. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều lần. Rồi, câu 35 ạ. À, Đức Minh Nguyễn nhảy lên trên tọc tọc của thầy Bình rồi. 35 ạ. Số chất có phản ứng với dung dịch FeNO3 hai lần, các bạn phải lưu ý nha, cái câu này nó lừa đấy. Câu này nó lừa đâu? Câu này nó lừa mà nó có thể khiến cho nhiều bạn sấp mặt luôn. Đây, mình có là FeNO3 hai lần, nó bao gồm là Fe2 cộng và NO3 trừ. Được chưa? Vậy NaOH được, bởi vì NaOH có OH trừ, OH trừ nó tác dụng với Fe2 cộng. Cu không được do Cu không đẩy được Fe2 cộng. HCl được nhá. Do này ta có H cộng, HCl cho mình H cộng, NO3 trừ thì nó sẽ phản ứng Fe2 cộng để tạo thành Fe3 cộng. Cộng với NO cộng H2O. HNO3 chắc chắn được vì nó phản ứng với Fe2 cộng. Ag được do Fe2 cộng cộng với Ag cộng. Đúng chưa? Mg chắc chắn được do Mg cộng Fe2 cộng. Vậy trong này chúng ta có tổng cộng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Đáp án đúng chúng ta là câu 35 là đáp án A. Wow. Wow. Thầy nhìn thấy rất nhiều bạn comment sai. Chia buồn với Thúy Kiều, Trí Dũng, Trịnh Thu Phương, Quang Minh Nguyễn, Phạm Minh Phương, Như Ý Nguyễn. Úi dồi ôi. Quân Huỳnh Trân là những bạn đã comment sai ở câu 35 này. Nhưng không sao cả các em ạ. Các em đừng có ngại. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần là nhớ cả đời. Thầy nghĩ rằng là cái câu này các em sai thêm lần này nữa thì các bạn sẽ không bị quên nữa đâu. Khi mình làm những câu này chúng ta phải tinh ý xem là có Fe2 cộng và NO3 trừ không. Thực ra thầy mình làm đúng được câu này cũng bởi vì là thầy mình đã bị lừa rất rất nhiều lần ở câu này rồi. Nhá. Câu 36. Câu 36 ạ. 36 đáp án gì ạ? Khẩn trương các em nhá. 36 ạ. 36 nào. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào HCl dư, thu được H2% khối lượng kim loại Cu. Câu này rất hay. Câu này sẽ rất nhiều bạn bị lừa nữa. 24,8. Các bạn tính đi xem nào, các bạn tính đi. Cộng CHCl tạo thành H2, số mol H2 là bằng 0,2. Đúng không? Nhiều bạn giải hệ nó ra âm cơ không ra đáp án cơ. Đấy đây này, các bạn bảo giải hệ 2 đây này. Bạn nào giải hệ 2 là đã bị thầy mình lừa. Đúng rồi, bạn Phạm Phương Linh comment rất chính xác. Chúng ta phải lưu ý ở trong bài này là Cu không tác dụng và chỉ có Mg tác dụng thôi. Đấy, thầy nhìn thấy bạn AT, Atin ST này đúng này. Bạn Đặng đúng này. Hoàng không buồn đúng này. Và chỉ có Mg tác dụng nên nên từ số mol H2 chúng ta sẽ suy ngược lại được số mol Mg là bằng 0,2. Từ đó mình tìm được phần trăm khối lượng Cu sẽ bằng 24,8 trừ đi khối lượng Mg là 0,2 nhân 24 chia cho 24,8. Các bạn đừng quên nhân với lại 100% nhá. Vậy ta sẽ có này, 24,8 trừ đi 0,2 nhân 24 bằng chia cho 24,8 bằng nhân 100%, nhân 100% bằng bao nhiêu đây ạ? 80,64%. 80,64% là nó gần tương đương với lại là 80,65. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Và chia buồn với những bạn mà bấm ra được hệ âm cũng như là các bạn mà giải hệ hai phương trình, các bạn đã bị lừa. Và bạn tưởng tượng xem là nếu mà câu này vào phòng thi mà chúng ta bị lừa như vậy thì chúng ta toang không? Nhưng mà rất may mắn rằng các bạn ở đây đã bị thầy Minh lừa. Mà thầy Minh đã lừa các em thì thầy tin chắc rằng là khi đi vào phòng thi thì các em không bị lừa nữa. Đấy, vì vậy nên hãy nhanh tay chia sẻ buổi học này lại về tường, bởi vì đây là buổi học free.
Ok ạ, phải comment đáp án thật nhiều lên để cho cái não chúng ta hãy quen với việc bị lừa đi, thì sau này đi thì chúng ta sẽ không bị lừa nữa. Câu 37 ạ, phát biểu nào sau đây là sai ạ? 37 ạ, phát biểu nào sau đây là sai? Điện phân dung dịch NaCl mà ngăn sốt thu được CL2 ở anode, chính xác. Sục CO2 tới dư và NaLO2 thu được kết tủa keo trắng, chính xác. Kết tủa keo trắng là kết tủa AlOH 3 lần. Cho ure và nước vôi trong thu được kết tủa trắng, chính xác. Trong tự nhiên các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất, sai lẻ. Kim loại kiềm sẽ tồn tại ở dạng hợp chất do các kim loại kiềm có tính chất hóa học mạnh nên là nó sẽ tác dụng với lại các chất ở trong ngoài môi trường để tạo thành hợp chất nhá. Sai, ở đây là D 38 ạ. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất hả các em? Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất? Phải thật nhanh nhá, comment làm sao nhanh hơn thầy Minh nhá. Mục tiêu chúng ta là comment đáp án làm sao nhanh hơn thầy Minh. Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Có một anh kim loại chuyên được sử dụng để làm dây tóc bóng đèn nên nó là cái thằng kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất. Đó là gì? Wolfram. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu 39 ạ. 39 ạ. Nhôm thì bền trong không khí và nước. 39 nào các em? Sắp thi rồi, thi đến mông rồi các em ạ. Chúng ta chỉ còn 20 ngày nữa là thi. Và luyện não sáng sớm của thầy Minh ngày hôm nay là ngày thứ 21. Và chúng ta còn 20 ngày nữa và 20 ngày chúng ta đi được một nửa quãng đường với nhau rồi. Thầy cho chúng ta đã ở bên nhau 1/2 quãng đường. Thầy Minh biết chắc chắn rằng là có nhiều bạn, trước khi thầy Minh biết, thầy Minh tổ chức cái chuỗi live này, nhiều bạn bảo là em không dậy được sáng sớm, đúng không? Giống như bạn Phạm Minh Phương, giống như bạn Khánh Minh, các bạn ấy bảo là em không dậy được sớm thầy ơi. Thầy bảo là chúng mày dậy sớm đi, chúng mày xem tao dạy lý thuyết đi, đúng không? Và ngày hôm nay bạn Khánh Minh đã tăng điểm, thầy vui lắm. Còn Minh Phương thì làm bài chắc hơn, thầy cũng rất là vui. Chính vì vậy nên đây là một cái chuỗi live mà với kinh nghiệm dạy của thầy Minh dạy từ năm 2017 rồi. Từ năm 2017 thì mình đã tổ chức live dạy sáng sớm cho các anh chị và các em, đó là khóa 99. Vậy là đến năm nay là truyền thống là năm thứ 7. Và thầy Minh biết rằng là điều đấy rất là tốt. Và mình tổ chức những cái buổi học này, có rất nhiều bạn học lớp A11, học lớp A12, những lớp gần như xếp chót của các cái trường trung học phổ thông mà các bạn đã đỗ y. Chính vì vậy nên thầy Minh muốn mang cái điều may mắn đó đến với tất cả các bạn và các em. Và mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em cùng dậy sáng sớm để mình luyện lý thuyết. Bởi vì cái câu chuyện chúng ta là chúng ta hay say ngu lý thuyết, đúng không? Lý thuyết chúng ta hay say ngu rất là nhiều. Và 0,25 điểm câu lý thuyết nó cũng bằng một câu vận dụng cao nha. Và hai cái câu đấy nó bằng nhau thì tội gì mình không ăn câu lý thuyết, đúng không ạ? Câu 39 ạ. Chất X là bề mặt của nhôm được phủ lớp chất X, đúng không ạ? Vậy thì bề mặt của nhôm phủ lớp chất X, vậy nó là gì ạ? Al2O3. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D nha. Chia buồn với những bạn trả lời sai. Câu 40 ạ. 40 ạ. 40 ạ. Cho lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch H24, sau đó nhỏ thêm một vài dung dịch COS4, xuất hiện đồng bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là lá nhôm không tan nữa và không có khí thoát ra. Khí hydro thoát ra mạnh hơn chỉ trên bề mặt lớp nhôm. Đây chúng ta nhìn nhá. Có nhôm này, đồng bám trên bề mặt lá nhôm, vậy là tạo thành hai điện cực. Đúng chưa? Tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Đúng chưa? Vậy là khí hydro sẽ phải thoát ra mạnh hơn. Đúng chưa? Và chủ yếu trên bề mặt lớp gì? Lớp đồng hay lớp nhôm? Đấy, câu 40 này. Khí hydro chắc chắn là xuất hiện là mạnh hơn rồi, đúng không? Nhưng mà chủ yếu là trên bề mặt lớp nào? Trên bề mặt lớp nào? Lớp đồng hay lớp nhôm? Đấy, ui giời, bạn thì chọn trên bề mặt lớp nhôm, bạn thì chọn trên bề mặt lớp đồng. Khí hydro sẽ thoát ra mạnh hơn và chủ yếu trên bề mặt lớp đồng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em nhá. Câu 41 ạ, chọn kim loại phản ứng với clo hoặc Cl cho cùng một muối, các bạn lưu ý ạ. Cho cùng một muối thì nó là gì? Fe, phải không? Đấy, nhiều bạn cho Fe là toang nhá. Ag không tác dụng HCl, Cu không tác dụng HCl. Đã là đúng là Mg, nó đều tạo thành Mg Cl2 các em nhá. Câu 42 ạ, kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại bạc? Câu 42 ạ, kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại bạc? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á phi au. C ạ. Câu 343, chất nào sau đây gây nên độ cứng tạm thời? Gây nên độ cứng của nước là Ce2 cộng và Mg2 cộng. Còn độ cứng tạm thời là do anion HCO3 trừ. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 44, thành phần chính của quặng bô-xít. Thành phần chính của quặng bô-xít chúng ta nó là Al2O3 ngậm 2 nước.
Đáp án chính xác là đáp án C. Câu 45. Cho FE tác dụng HCl dư. Cho FE tác dụng HCl dư thì ta sẽ tạo thành FeCl2. Đáp án chính xác là đáp án C. Câu 46. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học ạ? Câu 46 ạ. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học thì Cu tác dụng Fe3+ có NaCl nhiệt độ cao không? Chúng ta vẫn thấy là rang muối đấy. Cho một viên ZN, ZN không đẩy được Mg do Mg mạnh hơn ZN. Nhúng Ag, Ag không phản ứng H2 bốn loãng. Vì vậy nên trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là A, nó sẽ tạo thành là Cu2+ cộng với Fe2+ các em nhá. Đấy, thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 46 đáp án A. Giờ chúng ta sang câu 47, câu đếm lý thuyết, đúng không? Các bạn rất sợ những câu đếm như này. Cho các dung dịch cho các chất riêng biệt lần lượt tác dụng 24 đặc nóng, số phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng oxy hóa khử. Xảy ra phản ứng oxy hóa khử thì khi và chỉ khi có sự thay đổi số oxy hóa. Vậy nó sẽ phản ứng với những anh mà số hóa chưa phải là cao nhất. FeO là 1, F2O3 cao nhất rồi, dương 3, F3O4 là 2, S là 3, C là 4, FeCO3 là 5, Mg là 6, CO2 hai lần là số xóa cao nhất rồi. Vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là bao nhiêu anh? 6 anh. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. 47 đáp án A. Thầy mình đã nhìn thấy bạn Quân Quỳnh Thân comment sai. Chia buồn với em. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời các em nhé. Câu 48 ạ. Câu 48 nào các em. 48 chúng ta chọn số phát biểu đúng là 48 các bạn chọn đáp án gì vậy? Đến những cái câu mà khoai và cứng của thầy mình rồi đấy. Đây là chúng ta luyện những cái câu đếm lý thuyết. Đây là những câu khoai, cực khoai và cực cứng đến từ nhà thầy Minh Myelin. Ok, luyện não sáng sớm 5 giờ 15 phút buổi sáng. Hàng tuần. Hàng tuần, hàng ngày luôn. Sáng nào bật lên thấy thầy Minh chiến đấu, không ngừng nghỉ cùng với các bạn và các em. Nhờ, sáng nào cũng thế. Ta có ạ. Khi trộn khí NH3 với HCl thì hiện tượng khói trắng, đúng chính xác. Ta sẽ thu được NH4Cl, khói trắng nhá, đúng. Được chưa? Đun nóng dịch CaHCO2 lần sinh ra khí kết tủa, đúng. Khí là khí CO2, kết tủa là kết tủa CaCO3. Dung dịch HCl đặc tác dụng với kim loại Cu sinh ra khí H2, sai. Cu không tác dụng HCl đặc. Được không ạ? Sắt tây là sắt đờ trắng thiếc, lớp thiếc có vai trò bảo vệ sắt khỏi bị ăn mòn. Lớp thiếc có vai trò bảo vệ sắt khỏi bị ăn mòn, đúng. Vậy ta có 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé. 48 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 48D. 49 ạ. 49 ạ. 49 nào các em, phải thật nhanh nhá. Comment đáp án nhanh hơn thầy nhá. 49 ạ. Thực hiện thí nghiệm sau. Thực hiện thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm không thu được kết tủa, lưu ý từ thầy khung không. Nha, nhiều bạn rất là bị ngáo, các bạn bị chọn là có là toang. Không thu được kết tủa. Trong nhá, mình sẽ có này BaCl2 cộng NaHCO3 không thu được kết tủa. Nhiều bạn nhìn là có, không phải đâu. Không thu được kết tủa ở phản ứng này nhá. Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư. Do FeCl3 dư nên cũng không thu được kết tủa. Mặc dù nó có phản ứng nhưng không có kết tủa ở đây. NaOH tới dư vào NaAlO AlOCl3, nhiều bạn tưởng thu được kết tủa AlOH 3 lần, sai. AlOH 3 lần nó bị hòa tan trong NaOH dư nên cũng không thu được kết tủa. Sục CO2 dư thì mình thu được kết tủa là kết tủa AlOH 3 lần. Đúng chưa? Có, đúng một cháu. AgNO3 vào FeNO3 2 lần thì mình sẽ thu được gì ạ? Kết tủa Ag. Đúng không ạ? Có. Vậy mình sẽ có, chỉ có hai phản ứng của mình là thu được kết tủa thôi. Và tương ứng với lại là ba phản ứng mình không thu được kết tủa. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án C. Ba thằng không thu được kết tủa. Và những câu này thì thầy mình tin chắc rằng là các bạn bị lừa rất nhiều. Nên thầy mình giảng rất kỹ cho các em. Cố gắng phấn đấu các em nhá. Chiến đấu để chiến thắng. Câu 50. Cho các phát biểu sau đây. Và số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau đây. Số phát biểu đúng là. Nào, trong các phát biểu sau. Phát biểu nào là phát biểu chính xác? Số nguyên tử hydro trong một phân tử tristerin là 104. Mình phải vẽ ra thôi. Tristerin là C17 H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Vậy ta sẽ có 35 x 3. Đúng chưa? 35 x 3 cộng 5. Cái này thì mình phải bấm máy tính rồi. Cái này không biết đúng hay sai thì mình phải bấm máy tính rồi. Các bạn bấm máy tính hộ thầy vậy ạ.
35 nhân 3 cộng với 5 bằng 110. 110 vậy là không phải là 104. Vậy anh này sai. Sai này đi. Được chưa? Sai là cả chéo luôn nhá. Để bài hỏi là số phép biểu đúng mà. Isoamin acetat là một ST có mùi thơm của chuối chín. Đúng. Không độc nên được ứng dụng nhiều trong chế biến thực phẩm. Đúng. Một chéo đúng. Đúng viết to ra để không bị lẫn. Trong mật ong hàm lượng glucose cao nhất. Sai. Fructose cao nhất, glu 30%, fructose của chúng ta tận 40%. Từ sen người ta có thể điều chế ra các loại tơ sợi như visco và acetat. Đúng. Sen thì là mình nhúng vào CS2 mình thu được tơ visco. Đúng chưa? Mình nhúng vào anhydride acetic thì mình thu được tơ acetat. Đúng, chính xác. Methylamine nhiệt độ sôi thấp hơn so với ancol metallic do sự chênh lệch lớn về khối lượng phân tử. Sai. Methylamine thì nhiệt độ sôi thấp hơn là đúng. Đúng chưa? Nhưng mà không phải do sự chênh lệch về phân tử mà do H, độ linh động của H nhá. Đúng là đúng nhưng không phải do chênh lệch lớn về khối lượng phân tử nên là cái này lại thành sai. Vậy ở đây chúng ta chỉ có hai phát biểu đúng thôi các em. Ở đây chúng ta chỉ có hai phát biểu đúng thôi nên 50 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B nhá. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 50 đáp án B rất tốt, rất ấm. Rồi. Câu 51 ạ. Câu 51 nào các em. 51 chúng ta chọn đáp án gì ạ? 51 thầy trò chúng ta chọn đáp án gì? Số câu phát biểu đúng là, lại gạch chân nhá. Số câu phát biểu đúng là Al. Al không phải là chất lưỡng tính, không có anh kim loại nào là lưỡng tính cả. Nên loại luôn đi nha. Dung dịch CaO2 lần vừa đủ làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời. Đúng. Chỉ cần vừa đủ thôi là mất tính cứng, đúng. Chính xác luôn. Bởi vì phản ứng thế này, CaO2 lần cộng với lại MHCO3 hai lần. Chỉ cần vừa đủ thôi thì mình sẽ thu được CaCO3 nhá. Cộng với MOH là nó mất tính cứng luôn rồi. Được chưa? Cộng với lại MCO3 mất tính cứng luôn, đúng không? Cộng H2O. Đúng, chính xác. Những kim loại nào, kim loại Na, K, Al đều được điều chế qua điện phân nóng chảy, chính xác. Những anh kim loại này kim loại mạnh nên chỉ có điện phân nóng chảy mới điều chế được nó thôi. Thạch cao nung có công thức dùng để đúc tượng, bó bột, chính xác tiếp. Tất cả các đơn chất kim loại kiềm đều tác dụng mạnh với nước để giải phóng khí H2. Chính xác, kim loại kiềm mà. Kim loại kiềm thì tác dụng hết. F này. Muối NaHCO3 dùng để thuốc chữa đau dạ dày, chính xác. Kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa, chính xác. Mình có 1 2 3 4 5 6 6 phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Ok chưa? Đấy. Các em ơi, câu 51 cũng là câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Nhá, thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cái buổi học sáng sớm, luyện não sáng sớm cùng với thầy Minh. Và các bạn nhớ rằng là sáng thứ 7, tối thứ 7 vào lúc 20:30 thầy Minh sẽ chữa livestream trực tiếp chữa cuốn 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết khoa học hay sai nhá, tối thứ 7 vào lúc 20:30. Còn luyện não sáng sớm thì sáng nào chúng ta cũng sẽ học từ 5:15 các bạn nhá. Các bạn nhớ này, đầu tiên mình dạy từ 5 giờ, các bạn phải dạy từ 5 giờ đã. Các bạn dạy 5 giờ các bạn đọc sách giáo khoa, sau khi các bạn đọc sách giáo khoa xong rồi lúc đấy các bạn mới nhá. Các bạn sau khi đọc xong sách giáo khoa xong thì các bạn mới vào 5:15 và chiến đấu lý thuyết cùng thầy Minh. Có bạn hỏi là tại sao thầy Minh lại livestream buổi tối muộn vậy? Tại vì thầy Minh còn dạy lớp offline các em. Thầy Minh có lớp offline học đến khoảng độ tầm là 8 giờ thầy Minh mới về. Về thì phải tận 8:20 buổi tối thì thầy Minh mới có thể live cùng với các em được nhá. Bạn nào mà chưa có file đề của cuốn 2000 câu về làm thì các bạn vui lòng lên trên kênh thầy Minh Merlin Hóa Học, các bạn tải xuống file đề thầy Minh đã up ở trên kênh này. Ok. Và nào mà chưa tìm thấy file gọi vui lòng inbox cho thầy Minh. Thank you tất cả các bạn và các em. Chào tất cả các bạn và các em và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai. Nhá, luyện não sáng sớm. Bye bye.